Thưa quý vị, dự án đường sắt Nhổn ga Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó thì ga ngầm S9 đang thi công là ga ngầm đầu tiên được thi công tại thủ đô và là công trình thứ hai trên cả nước sau Metro Bến Thành, Suối Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây thì hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động cả ngày lẫn đêm, nỗ lực hoàn thành công việc đúng tiến độ. Và mời quý vị cùng với phóng viên Lan Anh đón ngày mới tại đây để tìm hiểu kỹ hơn về công việc của họ và không khí làm việc tại công trình này chắc hẳn rất tất bật đúng không chị Lan Anh? Vâng, xin chào quý vị. Đúng là phải được vào tận bên trong công trường thi công công trình trọng điểm này của thủ đô thì chúng ta mới có thể thấy hết được không khí làm việc vô cùng khẩn trương và tất bật của các anh chị em chuyên gia, kỹ sư rồi thì công nhân đang làm việc tại đây. Bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi ngắm nhìn toàn cảnh công trường thi công công trình này dưới một góc nhìn rộng hơn. Đây là khu vực thi công nhà ga S9 ở Kim Mã. Khi mà hoàn thành thì đây sẽ là điểm ga ngầm đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội. Và đây cũng là điểm tiếp nhận, lắp đặt cũng như là vận hành con robot đào hầm TBM. Đây là con robot đào hầm vừa có công nghệ có thể nói là tân tiến nhất trên thế giới. Và bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi cùng gặp gỡ những chuyên gia, những kỹ sư có thể nói là những người tiên phong trong lĩnh vực vận hành công nghệ đào hầm này ở Việt Nam. Chào buổi sáng các anh ạ. Vâng, xin giới thiệu tới quý vị, đây là anh Mạnh và anh Tùng cùng các anh kỹ sư khác. Họ đều là những kỹ sư giám sát chỉ đạo những người có vai trò rất là quan trọng trong dự án này. Em được biết là đây là một cái công trường có thể nói là không ngủ, mọi việc được triển khai 24/7 đúng không ạ? Đúng như vậy, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối là ca ngày và 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau là ca đêm. Đây có thể nói là đây là cái bảng tiến độ mỗi ngày đúng không ạ? Mình theo dõi đúng không ạ? Đây là tiến độ chung của dự án và trong đó có chi tiết những cái hạng mục cần phải thực hiện. Khi mà làm việc với cả các anh chị em kỹ sư rồi thì công nhân ở Việt Nam thì anh có cảm nhận được cái tinh thần gọi là háo hức của họ với một cái công trình có thể nói là lần đầu tiên mình triển khai không ạ? Tất cả mọi người đều hào hức đến sớm hơn để có thể bàn giao và tiếp nhận công việc từ ca đêm, bắt đầu một ngày làm việc mới với không khí rất là hồi hộp và hào hức. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vậy thì cụ thể cái không khí làm việc hồ hởi, hào hức và khẩn trương ấy như thế nào? Quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong phần sau của Việt Nam Thức Giấc để tìm hiểu nhé. Vâng, đây là nơi sẽ vận hành một trong những công nghệ đào hầm metro đô thị hiện đại nhất thế giới hiện nay. Và như đã hẹn thì phóng viên Lan Anh sẽ còn quay trở lại trong phần sau của Việt Nam Thức Giấc để giúp quý vị tìm hiểu về công nghệ này. Tiếp tục với công việc ngày mới tại công trình thi công ga S9, điểm ga ngầm đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội. Đây cũng là nơi vận hành một trong những công nghệ đào hầm metro đô thị hiện đại nhất thế giới hiện nay. Và phóng viên Lan Anh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về công nghệ này. Chị Lan Anh. Dạ vâng thưa quý vị, đây là một phần của con robot đào hầm Metro TBM có công nghệ có thể nói là tân tiến nhất trên thế giới bây giờ. Đây là chiếc TBM thứ hai ở Việt Nam và là chiếc đầu tiên ở thủ đô Hà Nội, được thiết kế riêng phù hợp với địa hình và địa chất đô thị ở khu vực thủ đô Hà Nội. Và bộ phận mà quý vị thấy đang được nâng lên để di chuyển đưa xuống hầm nhà ga S9 ở khu vực Kim Mã này thực chất chỉ là một bộ phận của cả một cỗ máy đào hầm dài tới hơn 100m và nặng khoảng 850 tấn. Và người có thể nói là tiên phong trong lĩnh vực lắp ráp cũng như là vận hành các công nghệ đào hầm đô thị tại Việt Nam là kỹ sư Vũ Thế Mạnh. Anh Mạnh thì đang cùng các kỹ sư ở đây trao đổi công việc. Xin chào anh Mạnh ạ. Anh có thể nói qua về cấu tạo của một con robot đào hầm TBM thì nó gồm những cái bộ phận như thế nào đúng không ạ? Toàn bộ con robot này nó dài khoảng gần 100m. Nó có bao gồm hai bộ phận chính. Thứ nhất là phần khiên đào, thì đây là một phần của phần khiên đào dài 10m. Và phần ở phía sau là tất cả các hệ thống điện, hệ thống thủy lực, buồng điều khiển, các hệ thống bơm vữa để phục vụ cho quá trình thi công TBM. Cảm xúc của anh bây giờ như thế nào mỗi khi mà một bộ phận được đưa xuống thành công, hay nói cách khác là một phần công việc được hoàn thành? Cứ mỗi phần công việc hoàn thành là chúng tôi đang tiến dần về đích, cho nên cảm giác ra rất là phấn khích. Chúng ta có thể hoàn thành được công việc theo tiến độ và mọi việc diễn ra theo kế hoạch an toàn, thì đấy là cái điều mong muốn nhất của tất cả anh em trên công trường. Cụ thể công việc lắp ráp và thi công ở dưới hầm S9 này đang diễn ra như thế nào? Đó là câu chuyện tôi sẽ kể tới quý vị trong phần 3 của Việt Nam Thức Giấc. Vâng, đây là robot thiết kế riêng đặc thù cho Hà Nội với những công nghệ tân tiến nhất và chúng ta sẽ còn tiếp tục tìm hiểu về công nghệ này trong phần cuối của chương trình hôm nay. Mời quý vị quay trở lại với Việt Nam Thức Giấc để cùng tiếp tục tìm hiểu công việc ngày mới tại công trình thi công ga S9, điểm ga ngầm đầu tiên của tuyến đường sắt
Nhổn ga Hà Nội. Đây có thể nói là một công trường không ngủ vì luôn có các kỹ sư, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm và tất cả đều nỗ lực để có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ. Và phóng viên Lan Anh của chúng tôi thì đã có mặt bên dưới hầm của ga S9 để tiếp tục phản ánh không khí lao động tất bật tại đây, thưa quý vị. Thoạt nhìn thì có vẻ như là tôi đang đi giữa những toa của một đoàn tàu đang hoàn hành, đúng không ạ? Thế nhưng thực tế thì không phải như vậy đâu ạ. Đây là bộ phận bên trong của con robot đào hầm TBM có công nghệ có thể nói là tân tiến nhất trên thế giới hiện nay. Và như quý vị cũng đang thấy xung quanh tôi, các anh kỹ sư công nhân đang tiến hành lắp ráp con robot này một cách rất khẩn trương để có thể kịp tiến độ thi công cũng như là vận hành. Em chào anh Tùng, chào các anh ạ. Chào em. Cụ thể thì những công việc ở dưới này mình bao gồm những gì vậy ạ? Hiện tại thì anh em thợ điện của chúng tôi đang tiến hành đấu nối các hệ thống bơm. Đây là một trong những phần việc nằm trong công tác mà đấu nối các hệ thống đường ống thủy lực, đường ống điện, đường ống dây tín hiệu cho cái hệ thống phụ trợ phía sau đầu khoan TBM. Thế khi mà hoàn thành ấy thì nó có cái nhiệm vụ gì cụ thể ạ? Với hệ thống phụ trợ phía sau TBM thì nó sẽ có những nhiệm vụ là cung cấp năng lượng, hệ thống thủy lực, các hệ thống điều khiển, hệ thống bơm vữa phục vụ quá trình thi công. Đúng lại là hỗ trợ tất cả gọi là công tác hậu cần cho cái bộ phận chính là cái bộ phận đầu đào, khiên đào của con robot đấy, đúng không ạ? Công việc của các anh có thể nói là gắn liền với công trường nhiều, còn nhiều hơn ở nhà, đúng không ạ? Đâu là cái động lực để anh tiếp tục cống hiến với nó? Nguồn động viên lớn nhất của mình còn đến từ hai phía. Một là từ gia đình, hai là từ những anh em hàng ngày gắn bó với mình. Tất cả đều phải cố gắng để hoàn thành công việc tốt nhất. Trước dự án Metro Hà Nội thì các kỹ sư như là anh Mạnh, anh Tùng thì đều đã tham gia chỉ huy việc đào hầm ở tuyến Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án đầu tiên ở Việt Nam có sử dụng công nghệ này. Vậy thì trong suốt cái quá trình mà mình đào hầm ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có những cái thuận lợi gì và khó khăn gì không ạ anh? Khi chúng ta thi công công trình ngầm để đào đất ấy, thì luôn luôn tiềm ẩn các cái khó khăn hoặc là các cái sự cố mà không thể lường trước được. Hàng ngày khi bắt đầu một công việc ngày mới thì luôn luôn phải dự kiến một kịch bản liệu điều gì chúng ta sẽ gặp phải và sẽ phải giải quyết cái tình huống đó như thế nào. Hiện tại thì mong ước của anh là gì với dự án này cũng như là với các thế hệ kỹ sư đi sau trong lĩnh vực công trình hầm này? Lĩnh vực thi công công trình ngầm này là một cái lĩnh vực còn rất mới, thì cái trách nhiệm của tôi là làm thế nào để có thể truyền tải được, mang lại tất cả những cái kiến thức, những kinh nghiệm của chúng tôi đã học tập và làm việc nước ngoài để truyền đạt đến tất cả các cái anh em kỹ sư ở trong nước. Rất cần cái thế hệ kỹ sư trẻ tìm hiểu để có thể làm chủ được công nghệ, tiến tới chúng ta nội địa hóa được cái việc thi công hầm này. Vâng, cảm ơn chị Lan Anh đã cho chúng tôi hiểu rõ hơn về quá trình thi công ga ngầm S9 của dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội. Và có thể thấy là mạng lưới đường sắt đô thị của thủ đô đang dần được hình thành. Và sau khi hoàn thành thì đường sắt đô thị với công nghệ hiện đại, tiên tiến sẽ mang lại những trải nghiệm thoải mái và an toàn cho người dân thủ đô.